Chân Hiếu đọc một bài kệ trước, xong rồi nếu có thời gian mình đọc cái bài này. Thì ở trong sách này ra 100 bài, thì Ngài Lai Quả Ngài dạy cỡ chừng mấy chục bài đầu là cho sơ tâm, mấy chục bài sau là cho người lão tu hành, thì mấy chục bài sau chưa bao giờ dám đụng tới nó. Giảng thì mình cũng mệt lắm, mình chịu không nổi đâu, nhưng mà mấy chục bài đầu hay lắm. Cái này ở Đức Viên Chí Hiếu có nói, giờ thì cũng nói lại ha, tại nó hay lắm, nhắc lại là hay. Bài thơ này đó là của thiền sư Phạm Kỳ. Đời người trăm tuổi, ai trăm tuổi? Chuyện cũ quay nhìn chuyện mộng mê, nghĩ khóc đồng lưu đi lạc mất, lãng quên cõi tịnh chẳng lo về. Đời người trăm tuổi, ai trăm tuổi? Là đời con người mình sống được 100 năm, nhưng mà có mấy ai được 70-80 là nhiều. Sự thật ra thì không có tính được, có nhiều khi mấy tuổi, nhiều khi mấy tháng à. Cho nên là do cái nhân duyên ở thế giới ta bà, mỗi người mỗi khác, có thể Chân Hiếu cũng không còn ở lâu, cũng không có biết được. Mà thường là mình không có tính là mình sống bao nhiêu, mình không có tính vậy được, mà mình nghĩ là nó không còn dài nữa thì mới tốt. Bởi vì nó đời người trăm tuổi, mà không có mấy người trăm tuổi, không có mấy người đâu mà sống bữa nay biết vậy thôi, chứ ngày mai còn chưa chắc là còn khỏe mạnh. Bệnh có thể cũng không tu được, bệnh cũng không tu được nữa đâu. Bởi vậy bệnh là chướng ngại lắm, chướng ngại đường tu lắm, mình phải cẩn thận, sức khỏe không có tốt hoài. Chuyện cũ quay nhìn chuyện mộng mê, có nghĩa là Ngài nói mình sống trăm tuổi, nhiều khi mình sống 70-80 năm, mình sống 30-40 năm, mình nhìn lại quá khứ giống như là nằm mơ vậy. Sự thật nó vậy, những cái giống như hôm qua nhìn lại nó đi đâu á, nó đâu còn, phải không? Giống như những cái ngày tháng trôi qua mình nhìn giống như người ta quay phim cho mình xem vậy, thì hết phim thì mình không biết nó ở đâu, mà nó trong lòng mình, cái ký ức mình còn ghi lại hết những cái hình ảnh đó, những cái niềm vui, những cái nỗi khổ, những cái khó khăn của cuộc đời nó trôi qua, nhìn lại thì hình như là nó không còn với mình. Mình giữ nó trong tâm vậy thôi, chứ thực chất bên ngoài nó không có, phải không? Nhìn không thấy được, giống như nằm mơ vậy thôi. Cho nên tất cả những chuyện gì đã qua, đã làm, những cái gì đã xảy ra, thì Phật nói nó giống như là như huyễn như mộng vậy, nó không có thật, nó không có tồn tại như mình nghĩ. Những cái buồn, những cái vui nó cũng vậy. Đời người nhìn lại thì tất cả những chuyện trôi qua và những cái tương lai mình dự định nó cũng vậy nữa. Mình dự tính, mình tưởng nó thiệt, nhưng mà nó cũng là chuyện mộng mơ, nó cũng rồi, nó cũng tan biến về quá khứ hết. Rồi Ngài nói là tôi rất buồn cho những chúng sanh đồng lưu, là lưu chuyển đó, những người đồng lưu chuyển trong sáu nẻo. Tôi rất thương, rất buồn mà không có biết đường để mà đi tu, để mà quay về cái bờ giác. Có nghĩa là đời người trăm tuổi, không có sống được 100 năm, mà tất cả những gì qua cũng là huyễn mộng hết, mà chúng sanh không biết, cứ lưu lạc ở trong đó, cứ mê, kiếp này mê, kiếp sau mê, lúc nào cũng mê, mê mê rồi buồn, rồi khổ, rồi tiếc, rồi sanh ra bao nhiêu thứ phiền não. Cho nên chúng sanh cứ lạc đường mà không có biết là tâm của Phật dạy là tâm thanh tịnh. Người niệm Phật giỏi là người thanh tịnh. Nếu mà ngày nào đó công phu của mình vững, mình niệm Phật giỏi, mình sẽ thấy những ngày tháng buồn khổ hồi đó thiệt là tội nghiệp cho mình quá. Giống như mình nhìn cái mặt mình hồi xưa, mình thấy trời ơi, tại sao mà khổ tới như vậy, mà vô lý quá. Tại sao phải suy nghĩ làm chi cái mấy cái đó cho khổ. Giống vậy, mình tuổi thân mình thấy trời ơi, thiệt là ngu mà tội nghiệp. Mà trong cái lúc mà ngày xưa đó, mình nhớ là mình nghĩ khổ đó là đúng, tại tâm mình nó suy nghĩ vậy, mình không có thoát được nó. Nhưng mà ngày nào đó mình an lạc, mình sẽ nhìn trời ơi, thương thiệt, quá là tội nghiệp. Vậy là như Ngài Lai Quả khi Ngài chứng đạo thì Ngài tức mình, Ngài nói ngu bao nhiêu kiếp, sao mà ngu như vậy. Ngài giống như Ngài tức mình, Ngài đó tại sao mà bao nhiêu đời đi luân hồi để ngu như vậy mà tâm thanh tịnh tới vậy, giống vậy đó.
mà chúng sanh á đồng lưu, có nghĩa là ngài cũng nói ngài lưu chuyển chậm, nhưng mà mấy vị này thì giải thoát rồi, nhưng mà vẫn nói cái từ vậy là chúng ta đồng lưu chuyển ở trong cái sự mê muội đó mà không có biết tịnh độ của Phật là chân thật, là thanh tịnh. Có nghĩa là đời nào ra đời cũng không biết, kiếp nào nghe người ta nói tịnh độ cũng không tin, tin cũng không có tin lắm, rồi đi luân chuyển cứ mê vậy. Nè, hết bài kệ. Thêm bài nữa có ngày tư tề lão nhân đêm dài dễ mong về thôn cũ, năm hết không quên phận lữ hành, mười vạn ức đường quê cực lạc, tất lòng mang mễn những thâu canh. Thì cái bài trước đó, bài trước là nói về vô thường, nói về sự mê muội. Bài này thì nói về tín nguyện. Cái bài trước là giống như mình giác ngộ là tất cả những gì quá khứ và tương lai đều là giống như nằm mơ thôi, nó sẽ tan biến, nó không tồn tại. Mình luân lạc trong đó nhiều nhiều đời rồi. Còn cái này là bài này là bài tín nguyện, bài này là bài Tịnh Độ Tông đó. Đêm dài dễ mong về thôn cũ, có nghĩa là đêm dài là thời gian sống ở trên thế gian này nó dài, nó cực nhọc, nó chịu đựng nhẫn nhục, sống mà không có thanh tịnh, phải không? Nếu phải sống không thanh tịnh thì là nhẫn nhục mà sống, chịu đựng mà sống, không có cười mà sống, cười không nổi giống vậy. Thì đó, nhưng mà ở trong đêm dài đó đó, ngày đó là ngày khi mà khổ cực ở trong đời sống rất là nhiều nhẫn nhục, nhiều cái sự chịu đựng vậy, thì mình rất là dễ mong về quê cũ, là mong về Tây Phương thế giới. Trong cái đêm dài đó, nhiều cực khổ đó, thì mình rất là dễ phát tâm để mà hướng về Tây Phương, mong về quê cũ. Năm hết không quên phận lữ hành, ngày tháng trôi qua, mỗi cái Tết đến là hết một năm, mỗi một ngày trôi qua thì không có quên, là lòng của tôi lúc nào cũng nghĩ tôi là người khách ở thế giới Ta Bà, không có phải là người ở đây luôn. Mà khách thì tôi không quan trọng nó nhiều, đúng không? Mình làm khách giống như mình lên xe bus mình chờ để đi thì những cái gì đó mình không có quan trọng, mình không có lo gì hết á, mình là khách thôi mà, mình sẽ xuống xe bus thôi chứ mình cũng ở đó. Thì đêm dài thì nặng nhọc vậy đó, tôi lòng tôi nhớ về Phật, nhớ về Tây Phương, mỗi năm tháng trôi qua tôi không quên tôi là người khách trọ ở đây, tôi sẽ bỏ thế giới này, khi mà hít vô mà không thở ra nữa là tôi sẽ bỏ hết, tôi không còn nữa. Giống như là những cái gì trước mắt tôi nó cũng không phải là cái mà tôi ở với nó được, một ngày tôi phải bỏ nó, đúng không? Mình đâu có ở với nó hoài được, tới một lúc rồi mình cũng phải bị sanh lão bệnh tử. Cho nên lòng của tôi lúc nào cũng nghĩ tôi là cái người lữ khách mà lúc nào cũng có thể bỏ nơi này, mà quê hương là Tây Phương để tôi nhớ quê tôi, chỗ này là chỗ ở tạm. Mười vạn ức đường quê cực lạc, tất lòng mang mễn những thâu canh. Mười vạn ức đường là mười muôn ức cõi Phật, rất xa. Tây Phương quê của tôi rất xa, xa lắm, nhưng mà tính theo cái thời gian, cái đoạn đường thì xa, nhưng mà trong lòng tôi từng tấc từng gan, từng trong tâm niệm đều là Tây Phương, đều là nhớ nghĩ thâu canh, mà là trong lòng tôi ôm ấp với thế giới đó, tuy rằng rất xa nhưng mà rất gần với tôi. Tại trong tâm niệm tôi, mỗi một tâm niệm đều là nghĩ về quê cũ, nghĩ về giảng sinh, nghĩ về Phật, rồi tấm lòng tôi rất là gần Tây Phương, mà mặc dù bên ngoài mười vạn ức cõi Phật, nhưng mà lòng tôi rất gần, tôi biết đây là ở tạm bợ thôi. Chưa hết á. Hay á, thưa quý vị, hay lắm, các tổ mà. Dạ, thêm nữa. Bài này đó, thì theo ngài Lai Quả, ngài Lai Quả ngài nói người tu phải ở trong niệm Phật đường, người tu thiền phải ở trong thiền đường không rời được. Nơi niệm Phật đường là nơi rèn luyện thành Bồ Tát, thành những bậc cao tăng, phải ở trong đó rèn luyện. Thì quý Phật tử ngoài đời mà sống có thể thấy mình tu chậm lắm, mình tu tiến không được đó, tiến rất chậm, có lúc nó tiến được vài tháng rồi nó lại chậm. Nếu như mà ở trong niệm Phật đường, ngày nào cũng lên khóa lễ, ngày nào cũng lên chánh điện, không có cần phải thông minh, không có cần phải gì hết, chừng 10 năm, 20 năm, nó sẽ thành.
tự nhiên cái tâm mình đó, nó sẽ nhập cái chánh niệm được. Cái đó là phương pháp dễ nhất cho chúng sanh của mình. Nên Ngài Lai Quả lúc nào cũng ca ngợi cái đó đó. Ngài Tiêu Hóa đó, có một người Phật tử, một cô đệ tử là tu sĩ, người Việt. Thì chẳng hiếu nghe kể thôi, nghe cái mấy người Phật tử ở Vancouver gặp đó. Thì nói gặp sư cô đó, bây giờ tiếng Tàu giỏi lắm, mà cũng là tu lâu. Rồi hỏi chuyện thì cô nói là thích đi tu, rồi gặp Ngài Tiêu Hóa, rồi vô chùa, không biết nói gì hết, mà chỉ biết khóc thôi. Tại vì không tâm sự với thầy được, thầy dạy thì không hiểu. Thì Ngài Tiêu Hóa nói không cần học tiếng Tàu, mỗi ngày lên lễ Phật mấy ngàn lại đó, đọc cái danh hiệu Tàu, chúng lễ, mình nghe. Thì cô nói tôi học tiếng Tàu bằng phương pháp lễ Phật, cứ ha, Như Lai Tạng mấy cái này kia đó, đọc chữ Tàu, đọc riết mà biết. Thì cứ lễ Phật, thì lễ tới một lúc đó thì tiếng Tàu nghe được, hiểu những cái từ chuyên môn. Tại vì danh hiệu Phật đó toàn là từ Phật Pháp nhiều lắm. Rồi tới một lúc nó tự nhiên tu được. Bởi vì cổ mới nói đó là không có gì hết, Hòa Thượng chỉ kêu mình lên khóa lễ đúng. Thì lâu ngày nó thành, nó thành rồi, thành nếp, thành cái tâm nó định tĩnh, nó niệm Phật cũng dễ, tụng kinh cũng dễ, cái gì cũng dễ. Cái đó là do trong chánh điện nhiều năm. Cái bài này nói đúng vậy, nhưng mà cả một đời Ngài Lai Quả dạy như vậy đó, dạy như vậy chứ không có khác. Không có phải nói là giống như niệm Phật hay anh niệm đi sẽ giải thoát, nhưng mà nếu không có hoàn cảnh tốt anh sẽ khó đó. Cái này là đi tới Bồ Tát chứ không phải là đi tới vị cao tăng, chứ không phải thường đâu. Dạy cho mình, để Ngài nói ở trong niệm Phật đường, không cần tinh tấn, không cần trí tuệ, không cần gì hết, cứ 20-30 năm chịu khó là thành pháp khí đó, thành một cái người đi xuống, đi chợ, đi đâu người ta cũng cung kính. Tại cái tư cách lễ Phật, ngày nào cũng nhìn Phật, ngày nào cũng tụng kinh, ngày nào giờ nào cũng đắp y giống vậy, thì lâu ngày cái cử chỉ hành động nó thành, nó thành một vị tăng rất là chuẩn, nó rất tốt, là do vậy. Chứ không phải là thông minh đọc sách mà hiểu được, phải dùng sức. Cho nên đó là Chân Hiếu cũng có nói hoài, các vị về già có tiền già thì vô để tu hết, Chân Hiếu sẽ xuống đây thường thì sẽ giải thoát dễ hơn. Nhưng mà mình không có đủ nhân duyên, cho nên tuần lễ được 3 tiếng, ha, 3 tiếng cũng quý lắm. Ngài nói là đây là cái người đầu tiên, tại cái bài là bài thứ hai, ngày bài thứ nhất đó, Ngài nói là mình mới vô tu, gặp những cái vị thầy không có tu chính pháp, dẫn sai đường mình nhiều lắm. Bắt mình lo bên ngoài không, cái gì cũng bên ngoài hết, bắt mình chạy ra bên ngoài, không có nói là nội tâm, mà làm cái này, riết mình quen, mình nói cái đó là công đức, là tu. Tới sau này cái người kia mình tu trong nội tâm thì mình thấy khó, mình quen làm công đức rồi, cho nên tới lúc nào đó mình hư cái căn tánh luôn, có nghĩa là mình để cái chuyện Tây Phương về kiếp khác rồi, kiếp này là do công đức, tại vì tôi không có quen con đường đó. Còn nếu mà gặp một vị Bồ Tát, một vị người nào đó khi mình nhập đạo đó, bỏ mình vô rèn luyện, không cho mình làm gì nhiều hết đó, rèn luyện cái tâm mình cho chuẩn rồi bắt đầu cho mình làm. Nó là phương pháp một vị thầy giỏi, không làm hư căn tánh. Ngài Lai Quả cái bài đầu tiên là bài dạy cho Chân Hiếu không có đọc, tại nó đụng chạm quá, đụng chạm hết tất cả. Cho nên là phải phước lắm thì mới có thể không hư. Còn mấy không tu tâm mà tu bên ngoài, tu bên ngoài rồi khổ, uổng. Rồi mình tu bên ngoài cực nhọc lắm, quá là cực. Mà cái công đức, cái kết quả nó không có phải là cái người xuất gia mà muốn đâu. Người xuất gia là nội tâm, nội tâm là tất cả đó. Đầu tiên do bổn sư khai thị dẫn dắt nhiều cách, kế thì nghe bậc tiền bối ca ngợi niệm Phật đường. Rồi người xuất gia mới vô là phải có một vị thầy rất giỏi dạy, rồi dẫn dắt, nói rất là nhiều thứ để cho mình biết. Rồi thứ hai là những vị tiền bối thiện tri thức, như Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang nói, Ngài Đại Quả nói lợi ích của niệm Phật đường, cho mình biết lợi ích, chứ đừng có tưởng ở nhà mà được. Ở nhà là những vị rất giỏi mới được, phải rất giỏi, rất là vững rồi đó thì mới được. Còn mấy phải để vô luyện,
giống như ngày tiêu hóa mà mình đưa vô thì ngày sẽ luyện mình, luyện cho mình thành đó. Rồi tiền bối dạy cho mình là lợi ích của niệm Phật đường, xong rồi mình mới phát tâm. Khi phát tâm thì mình mua quần áo đẹp, phải không? Cho mình muốn đi tu hay là mình muốn gì thì đầu tiên là mua cái áo này mặc cho đẹp một chút, sắm sửa giày cho nó được. Tại giờ đi tu rồi mới muốn không có tiền đâu mua giày tốt một chút. Suy nghĩ đủ thứ điều làm sao mà vô chỗ đó yên ổn, để đừng có làm phiền gia đình, phiền người thân, người ta lo đủ thứ chuyện cho mình. Cho nên mình sắm nhiều thứ lắm để cho mình yên ổn, mình đi tu mà. Rồi đó, trong tâm đó thì nói Phật nói kinh rất nhiều, nhưng mà nghe kinh thì chắc mình giảng trên Pháp Hoa đâu không nổi đâu. Trong lòng đó mình chắc mình nghe vậy thôi, chứ Phật giảng kinh nhiều chắc mình theo cái môn nó không được. Tại vì giảng kinh chắc mình phải học nhiều năm, trình độ mình đủ đâu. Còn nếu mà đi thánh tích, đi những cái nơi giống như Trung Quốc, Ấn Độ để mà lại lễ lại thì bây giờ ít tiền quá, mua vé máy bay không nổi, giống như vậy. Ít tiền quá đi không được. Rồi suy nghĩ hoài nó rối beng hết trơn. Rồi nghe cái chùa đó thì rất là tốt, rồi nghe cái chùa này rất là hay, rồi nghe cái chùa kia giống như là nghe giảng Phật Thành. Thì họ ngồi nhiều lắm, giống như buổi sáng đó, 3 giờ, 3 hay 4 giờ họ tụng Lăng Nghiêm cho tới 7 giờ sáng. Họ tụng biết bao nhiêu biến, họ cứ dậy hoài. Thì cái giờ ngồi của họ có thể mình chịu không nổi, và những cái nén hương thiền tọa khó lắm, để nhúc nhích cũng được. Ngồi yên tới chừng mà người ta đánh cái tiếng khánh á, thì mình phải đứng dậy. Mà tê giò lắm, đứng gì thì té, mà ngồi thì chúng đợi mình, phải không? Ngồi thì ai phải chờ, chẳng lẽ mình cứ ngồi hoài thì phải đứng, đứng thì té. Cho nên mỗi lần ngồi thì sợ dữ lắm. Nghĩ tới chùa này khó, chùa kia tốt, nghĩ rất là nhiều chùa. Rồi muốn ở trong tầm lâm lớn, muốn ở những cái chùa lớn. Nhưng mà mấy cái chùa lớn thường quy củ nó khó lắm. Vô là mấy cái người đó la mắng mình dữ lắm. Giống như muốn đi mấy cái chùa lớn ở Đài Loan, ví dụ vậy, muốn thì biết là vô hôm đó là không có dễ rồi đó. Tất cả đều khó khăn, rồi tiến thoái lưỡng nan, mà đi tới cái chùa vắng thì không có ai dạy tu giống vậy, cứ do dự vậy. Muốn đi tu mà nó vậy đó, nó trong tâm nó đủ mối hết trơn để cho mình lo. Có nghĩa là cái ngày đầu tiên đã bị như vậy. Bởi vì đi tu đó thì thay đổi hoàn cảnh mà nó vậy. Rồi tiến thoái lưỡng nan do dự suốt ngày, chợt gặp một cái người mà thân của mình đó mới chỉ cho con đường chân chánh, thì mới dám gan, mới dám mà chọn cái chùa nào đó để mà đi tu, mới dám nhập trong cái niệm Phật đường nào đó. Tại vì nhờ bạn bè thân hữu khuyên, tôi đã như vậy thì ráng quyết tâm, hạ quyết tâm, đừng có sợ nữa, đừng có lưỡng lự nữa, không biết đi tu được không, mà ở ngoài đời thì thấy nó khổ, mà đi thì thấy sợ quá, giống như vậy đó, cứ nói như vậy. Thì cái bài này là đầu tiên, phải không? Mà ngày dạy cho tới mình đắc đạo đó, ngày dạy. Rồi vừa tới chùa đó, vừa tới cổng thì tim đập chân rung, bước vào thì ngơ ngác đỏ mặt. Khi mình đi tới Vạn Phật Thành thì mình sẽ thấy mình sẽ rung, tim mình đập chân rung. Đi tới chỗ giải thoát mà mình vậy đó, mình sợ đó. Chỗ đó là chỗ giải thoát mà, chỗ mình nương tựa mà mình sợ. Rồi mình ngơ ngác, mình không biết quẹo trái quẹo phải, mình không biết gì hết, mặt mình đỏ. Rồi mấy người mà có quyền chức ở đó mới la mình, bộ không biết gì sao, tới đây không biết quy củ phép tắc là khó sao, tới mà cứ ngơ ngác như vậy. Nhiều người hiền thì người ta nhẹ nhàng, nhiều người dữ người ta la mình. Nhưng mà thường người dữ rất tốt, tốt lắm, ở lâu mới biết. Những người dữ tâm rất tốt, Bồ Tát. Những người hiền, mình mà cũng có người hiền thì tốt lắm, mà có những người hiền không tốt lắm đâu. Không phải hiền là tốt đâu, có hai ba loại trong đó. Có nhiều người hiền tốt, thật là tốt. Mà có những người hiền không tốt lắm, mà những người khó, những người dữ thông thường là tốt. Tốt mới dám giữ. Còn tốt mà không tốt mà giữ thì người ta cho đi chỗ khác rồi, không có ở được, phải không? Tốt mà ở được thì là không phải người thường, phải không? Giữ mà ở được, giữ mà ở mà người ta cho làm chức lớn thì không phải người thường, thường là người tốt. Thường những cái người đó đó, mình gặp nạn là những cái người đó giúp mình đó. Những cái người giữ đó, những người khó, thường mình gặp nạn mình sẽ thấy những cái người đó là hy sinh lớn lắm. Những người hiền hiền nhiều khi họ phớt lơ luôn.
Ông không biết sao đi tới chỗ này đó là điện đường nghiêm tịnh, qua lại không cho tiếng động, ngồi nằm là đều phải nghe lời hết. Ông ngồi ông nằm phải nghe tôi chứ không phải tới đây mà ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Ông không biết vì sao thì cái người mà nếu mà thật tâm vì giải thoát đó thì không có sợ hãi cái đó, mà vì đạo mà tới đây không có sợ những cái lời mà ông hù tôi vậy đâu, không có ngại. Ông hù sao hù, tôi biết mà, tôi biết lòng tôi tới đây vì Phật, cho nên cứ bước vô gan dạ thì tâm nó từ từ nó định tĩnh. Bây giờ từ từ bắt đầu người ta vô đó người ta mới rèn luyện, người ta la mắng mấy giờ lên khóa lễ, mấy giờ lên khóa lễ, trễ 5 phút là quỳ hương, trễ 5 phút là quỳ hương, cứ vậy. Rửa chén là phải rửa làm sao, không phải dễ. Cho nên hầu thầy rồi rót nước cho thầy rồi đứng gần thầy phải làm sao, cho nên mỗi cái mọi việc ta. Nhưng mà vì tâm của tôi, vì sự giải thoát cho nên tôi không có ngại mà rất là gan. Tâm từ từ định tĩnh, những cái kiến chấp từ từ nó mới bỏ được. Có nghĩa là những cái sai lầm, những cái sở, những cái chướng, những cái kiến trong người mà chấp chặt ngày xưa đó, vô trong đó mới thấy là những cái đó phải bỏ hết thì mà ở đây mới giải thoát được. Còn giữ cái đó là giống như người ta nói thì giận, giận rồi buồn, buồn rồi không tu, thường là vậy. Cái kiến nó vậy đó, giận buồn nhưng mà phải tu, giận thì giận, buồn thì buồn, nhưng mà Phật thì phải niệm cho rất giỏi mới được. Thì niệm tới một lúc nó bớt giận, nó bớt buồn, tới một lúc nó có từ bi, cái kiến đó nó mới mất được. Những cái kiến đó nó vậy mà thường đó là 40 tuổi cái kiến nó thành. 40 tuổi là hết sữa, nó thành cái kiến này. Từ nhỏ mười mấy tuổi đó là nó không có cái gì hết, nhờ bạn có nó ảnh hưởng đó. Nó chơi với bạn, nó có một cái group, bạn nó tốt, nó học theo, có thể là nó học theo một tài tử nào đó, từ cái chải tóc, từ cái tay, từ cái chân, từ cách ăn nói, nó học để thành cái kiến của nó. Xong rồi tới 20 mấy tuổi nó có trí tuệ và rồi nó bỏ, nó mới lọc lại cái kiến ngày xưa. Ngày xưa mình theo cái nhóm bạn đó, những cái này không có đúng, mình bỏ. Tới chừng 30 tuổi nó đổi tánh, khoảng đó 20 mấy 30 nó sẽ đổi tánh chững chạc hơn hay là hư hơn, nhiều khi nó đổi hư hơn nữa. Rồi tới 40 là nó thành, nói là không được nữa rồi, không, 40 là không có được. Nhưng mà Phật pháp thì sẽ sửa được, đi vô đây luyện thì sẽ sửa hết những cái đó, không còn nữa. Rồi từ từ thứ lớp mỗi cái, giống như lên chánh điện làm cái gì, mỗi khi mà gặp những người lớn, thượng tọa, hòa thượng, những cái thời giảng pháp, những cái cách tu hành, tất cả đều nằm trong lòng hết. Tại vì tôi gì tới đây để mà nhập cái đạo tràng thanh tịnh, tại nhập cái đạo tràng thanh tịnh tôi không học cái này thì người ta không thanh tịnh gì tôi, phải không? Giống như mình làm phiền người ta lắm, cho nên học hết để mà khi ngồi xuống là thanh tịnh. Thì bao nhiêu thứ trải qua rất là thời gian luyện lọc thì từ từ cái tâm nó mới khoan dung độ lượng, nó mới có lòng từ bi nó sanh ra. Lúc đó mới thương, mới biết là ở trong đây rèn luyện khó khăn, sư các sư tu rất cực mà chúng sanh mê sâu quá. Cái kiến của chúng sanh làm sao sửa, tôi vô đây tôi mới thấy, tôi sửa, phải không? Thì lòng từ bi và khoan dung là tha thứ người ta dễ lắm. Tại vì khi mà lên một cái cấp nào đó thì cái tâm nó sẽ như vậy. Rồi mỗi cái đều thuần thục ở trong đạo, có nghĩa là mỗi ngày, mỗi gần Tây Phương, mỗi xa cái thế giới không bên ngoài ngày xưa. Những cái tâm ngày xưa từ từ nó chết hết, và những cái tâm mới nó sẽ gầy dựng lên, là gần với Bồ Tát lắm. Rồi thuần thục và cái ý chí, tới mà tu giỏi đó, ý chí nó mạnh lắm, nên nó chặt cái đầu chứ không bỏ niệm Phật đâu. Bỏ niệm Phật còn khổ hơn là chặt cái đầu nữa. Chặt cái đầu thì đầu thai mà, bỏ niệm Phật thì xuống địa ngục, thấy không? Bỏ niệm Phật là ba đường ác. Mà mình đầu tiên mình thấy đó là khi mà ngày nào mà mình tu ít đó, mình sẽ thấy tâm mình phiền lắm, mình không chịu, khổ quá, nó ngồi nó nghĩ lung tung mà nó đâu vô đâu hết. Còn có niệm Phật mình vui. Khi tu thì mình đã giải thoát ngay cái lúc đó rồi, là giải thoát những cái sự trói buộc phiền não. Ngay cái lúc tu mình đã thanh tịnh, là cái nhân mà, nhân giải thoát. Cho nên đó là ý chí cũng rất là kiên cố. Nếu người không có tâm vì đạo đó, nếu mà đi tu giống như đi tu theo giống như nhất thời sở thích vậy thôi,
mà chưa biết mình có muốn giải thoát hay không, có thấy người ta tu thanh tịnh thì hay là vô cái đạo tràng thấy thầy nào nói chuyện hay quá là phát tâm, nhưng mà lòng chưa có vững đó thì đi vô luyện như vậy thì ngài nói như chim bỏ vô lòng vậy, rất khổ. Đi tu không có chân thật đó thì tâm như bị người ta nhốt lại, cái này không cho, cái này không cho, cái này không cho, nhiều cái không cho, cho nên mình bực. Tại sao không dễ giải cho tôi đỡ khổ một chút mà cứ bắt tôi nhiều thứ quá. Rồi không dễ, dễ thì thoải mái hơn, nhưng mà dễ đó thì đạo tràng hết thanh tịnh. Dễ quá thì cũng được đó. Nhưng mà nếu như thời của các ngài thì khó, thời của mình thì phải dễ. Thời của mình có ba người ở chung khó là chết người ta. Thời của mình khó người ta tu không được, cho nên là mình bị xuống cấp. Thời của ngài dễ tu không được, dễ nó loạn, dễ rồi cứ ồn ào quá. Còn thời của mình có hai ba người khó làm sao được, khó là ai mà tu nổi nữa, quá buồn. Thí dụ thời ngày xưa bố mẹ tới thăm cho 15 phút mà phải có ông chi khách đứng đó đó, chứ không phải muốn nói gì nói đâu, là ngày lai quả đó, là trong phòng khách có tri khách đứng nghe đó, giống như ở tù vậy, rất khó. Còn thời bây giờ đi thăm như tốt hơn, tại vì làm đi chùa nó vui vẻ một chút, chứ mấy nó buồn quá, ở buồn lắm á, ít người mà. Cho nên là nói như vậy thì mình phải uyển chuyển đó, chứ không phải mình cứng nhắc, là nhiều khi người ta hư căn tánh, người ta tu không được. Người mà không có tâm vì đạo đó, vô bị người ta gò bó đó thì rất khổ, thấy không có vừa ý, nghe thì mỗi lần người ta kêu tên thì giật mình sợ hãi, tại vì bất an mà. Mỗi lần mà cái ông thượng tọa hay là ông nào ông coi giờ ngủ giờ công phu của mình đó, ông kêu tên là giật mình, chỗ này đụng chỗ kia không tốt, người này phiền người kia, không có tốt với tôi, trời đất tối đen, không có đường thoát, về nhà thì không được, mà ở đây thì nó trói, nó buộc quá. Niệm Phật thì giống như ra tụng kinh thì không biết tụng cái gì, mơ mơ màng màng, nó ngày tháng nó như vậy. Rồi thấy cái gì cũng không vừa ý, cứ muốn là phải có nhạc cho mình nghe, phải làm cái gì cho nó rộn ràng, chứ buồn quá. Chỗ nghe đều là giật mình, lúc ngồi xếp bằng thì cái tâm nó lung tung hết, nó không có định được. Thân nó giống như là nhức chỗ này đau chỗ kia. Lúc đi thì giống như nhảy múa vậy, không có trang nghiêm gì hết. Lúc sống bình thường thì như là phòng giặt vậy. Không biết ổng hồi con ra la cái gì nữa không, giống như vậy. Cứ là để ý sợ người ta la mình. Nên là nội tâm, bởi vì khi mà không có chân thật đi vô đó là khổ tới như vậy đó. Mà chân thật thì người ta, như cái này là người không chân thật, còn người chân thật là ngài nói đó, vì giải thoát tôi vào đây mà, cho nên nội tâm định tĩnh, từ từ nó vô nếp hết, thuần thục, vui vẻ, sống rất thoải mái, quy củ là tốt, quy củ mới thanh tịnh được, tôi ngồi đây mới yên, không quy củ thì nó như cái chợ luôn, cho nên vậy tôi mới thích, đó là vậy. Còn người mà không có gì, không có thật tâm mà vô là mệt lắm. Mỗi khi nghe cái lời than phiền của người chức sự đó thì ngơ ngác không biết, sao la hoài là cái gì cũng la. Cắm cái hoa cũng bị la giống như vậy, làm gì? Tại vì người không có thanh tịnh thì làm cái gì cũng không đúng pháp. Đắp cái y cũng bị người ta nói nữa. Đắp y không trang nghiêm phải không, làm cái gì? Tại vì lòng không thanh tịnh, nó cái cuộc sống mình nó làm cho cái người chức sự phải la mình. Nó không đúng pháp. Nội tâm không thanh tịnh thì nó làm vậy, chứ không phải là cái người đó xấu đâu. Người đó không xấu, nhưng mà tại vì cái tâm ban đầu. Bỗng một ngày nào đó được người nào mà thương, trong chúng tu có cái người nào thương khuyên, khi mà khuyên thôi ráng nhịn mà sống, ráng để mà tu giải thoát, thì vui vẻ cười. Nhưng mà trước sự la thì sợ rồi. Nghe nói có một đoạn bài sao người nói, nhiều khi trốn là ngoài sao sân khóc hoài, tuổi thân lắm, giờ xa cha xa mẹ bỏ hết rồi đi vô đây, nhưng mà thấy nó tiếng thối lưỡng nan, trời đất nam mưu quá. Đi về thì mắc cỡ, ở lại thì đau khổ. Cứ như vậy. Những người đời trước có gieo nhân với đạo, mà nay gặp cái duyên ở trong niệm Phật đường sắp chín mùi, năm 30 năm sống như một ngày, hạt giống bát nhã, gốc rễ thành Phật thêm sâu. Có nghĩa là những người có duyên sâu với đạo thì vô đây mới là đúng.
thì họ sẽ biết cơ duyên này ngàn năm một thở rất là khó để mà nhập trong những cái nơi này, cho nên họ không có phải bị như cái người kia đâu, mà sống lúc nào cũng gieo trồng cái giống trí bát nhã và cái gốc thành Phật từ đây mà làm. Dài 30 năm cũng không có thay đổi, sống rất vui vẻ, mấy chục năm cũng vui, không có hay như cái người kia đâu khác. Rồi, còn người đời trước không có gieo nhân của đạo, nay gặp trợ duyên trong cái niệm Phật đường này cũng giúp cho họ cái nhân tốt để cái quả chín mùi. Huân tu rèn luyện sẽ được thành tựu, thành cái người có lợi ích cho đạo Pháp. Nay tu có thắng nhân thì tương lai chắc chắn được thắng quả, con đường sanh tử, con đường niết bàn từ từ sẽ hiểu hết. Có nghĩa là người không có đạo mà vô ráng chịu đựng dài 30 năm. Thì Ngài nói những cái người mà khổ trời đất tối đen, Ngài cũng nói, ông ráng chịu dài 30 năm, ông sẽ qua được cái nghiệp nặng của ông. Đừng có tính bỏ đi, ngu mà bỏ đi sao? Bỏ đi là thành cái gì? Cho nên những cái người đó phải cần tổ. Thường là vô chùa một thời gian là gặp trở ngại trùng trùng, tiến thối lưỡng nan, tu không tiến bộ, bực bội lắm. Nhưng mà gặp lời khuyên này gọi là hay quá. Ông ráng dài 10 năm chứ đừng phải ráng 2-3 năm đâu, ráng dài 30 năm, ông sẽ được thành một cái người lợi ích và pháp khí, ông sẽ làm được nhiều việc mà ông muốn, tâm ông sẽ định tĩnh, từ từ ông sẽ theo cái người kia, cái người, những cái người mà người ta vô, người ta nhập mà người ta được là cái duyên bát nhã sâu lắm. Mà những cái duyên đó thì mới gặp tổ, nhưng mình không được, phải không? Mình ra đời đâu có gặp, mình phải tự cứu mình, khó lắm. Dạ, muốn nghe nữa không ạ? Còn một chút nhưng mà hết giờ là 50 phút rồi. Nghe thôi á. Nghe cho hết nha. Như vậy chẳng ở trong niệm Phật đường thì không có thể nào vun bồi được cái nhân thành Phật. Chẳng có trụ trong niệm Phật đường thì chẳng thể thành tựu Phật quả. Tại vì bỏ vô đây dài 10 năm rèn luyện thì mới thành. Ông bỏ vô đây ông còn tiến thối lưỡng nan, trời đất âm mưu, vậy bỏ ông về nhà làm sao ông làm được? Ông làm sao mà ông có thể mà thành một cái người lợi ích cho đạo được, đúng không? Hay lắm thì giải thoát một mình ông thôi. Hay lắm là như vậy. Thì nói như vậy nhưng mà chúng ta người Phật tử thì nói như vậy thì nhiều khi cũng buồn. Nhưng mà tương lai có thể khi mình lớn tuổi thì tới chùa tu nhiều, có thể tương lai chứng xuống chánh điện nhiều, chứng xuống đây nhiều hơn. Thì mình để trong lòng mình biết, sở dĩ mình tu chưa giỏi là mình chưa có cái đại chúng đồng tu, mình chưa có được ở trong cái điều kiện tốt. Mình không có trách mình nhiều mà mình ráng nhiều nữa thì mình mới tiến. Còn nếu mà mình thấy mình không tiến bộ là lý do là vậy, là phải rèn luyện mấy chục năm mà. Nhưng mà nói vậy, nhưng mà nói đi rồi nói ngược lại đó, tu đó một năm cũng có thể vãng sinh, nếu mà lòng cái nguyện chân thành như cái bài kệ ở bên trên. Mỗi niệm đều nhớ Tây Phương, đều biết đây là nơi tạm bợ. Thì một năm cũng có thể giải thoát. Một năm thì còn nhiều, nhiều khi người ta niệm 10 câu là vãng sinh. 10 câu, Ngài Ngẫu Ích nói, còn nhiều, một câu cũng vãng sinh. Cho nên là vãng sinh không có muộn. Không phải là 30 năm rèn luyện, tại vì rèn luyện cái này là thành một vị hòa thượng rất giỏi. Thì rèn luyện kiểu này, còn người lớn tuổi không có đủ duyên thì ngày đêm đều nhớ Tây Phương niệm Phật, sẽ sanh vào hạ phẩm. Cũng không có phải muộn, tu không có muộn. Nếu như mà không có rèn luyện như vậy đó, thì nhân địa chẳng chân, cái quả nó không có thẳng được. Phải biết, mình phải biết, đại khái là chùa Tam Bảo, là Phật Pháp Tăng, chùa chiền nơi Tùng Lâm. Chùa chiền đó là nó là chủ thể của Tam Bảo, là nền tảng của đạo, nền tảng của Phật Pháp. Không có chùa, không có cao tăng đâu. Bởi vậy, nếu mình biết quý ngôi Tam Bảo thì không có phân biệt. Ngôi Tam Bảo nào cũng tốt hết á. Chỉ là người ở trong Tam Bảo không tốt thôi, chứ Tam Bảo là tốt. Người ở trong Tam Bảo không tốt thì có, lúc nào cũng vậy mà. Nhưng mà Tam Bảo là nơi để cho Phật Pháp độ chúng sanh. Cho nên mình hộ trì giúp đỡ cho Tam Bảo, không phải giúp đỡ cho cái người trong Tam Bảo đâu, mà giúp đỡ cho đại đồng. Tăng là đại, toàn tất cả, chứ không phải là một cái vị nào đó. Giống như mình thương cái thầy đó, mình giúp cái chùa đó, sau này mình phải sửa. Chùa nào cũng là chùa của tôi hết, Tam Bảo nào cũng là một thể, không có phân biệt, giống vậy.
Giống như người ta thích hợp với chùa nào là duyên, nhưng mà chùa nào cũng là một thể hết đó. Chùa rất tốt. Đừng có giống như có người nói cứ ở nhà tu đừng có đi chùa, chùa bây giờ không còn tốt, là người trong chùa không tốt chứ Tam Bảo là sao không tốt. Nếu muốn vậy thì ráng tu, mình còn phải khiến người ta chùa không tốt, quý vị phải đi chùa cho nhiều, làm cho nó tốt mới đúng chứ. Tam Bảo mà chùa không tốt bỏ luôn, cho nó chết luôn, giống như vậy phải không? Nếu mình vì Tam Bảo thì nó không tốt, mình cứu cho nó sống lại. Mà mỗi một cá nhân, mỗi một cá nhân, người nào cũng giữ được vậy thì Tam Bảo sống lại đó. Nhưng mà sống lại cái đó là bên ngoài thôi, nội tâm Tam Bảo mới quan trọng. Phải có người giải thoát ở trong đó mới được. Một người giải thoát thôi, muôn ngàn người tính tâm mà, phải không? Tam Bảo, chùa chiền thì là duy trì cái đạo giải thoát, là chánh pháp. Nếu mà Tam Bảo đã suy rồi đó, chánh pháp không có ở đời được lâu. Phật pháp ở khó lắm, có nghĩa là nó sẽ tan hết, tại vì chùa không còn, những vị cao tăng không còn, tại vì chùa không còn thì không có nơi rèn luyện thành cao tăng đâu. Cao tăng hiếm, bởi vì bây giờ trồng lâm suy đồi là tất cả thế giới mình đều thấy, cho nên cao tăng không có ra đời. Tại vì không có nơi rèn luyện, một cái người nhiều khi căn tánh rất sâu, tới thế gian này không có nơi rèn luyện, họ tự rèn, rèn không ra, cho nên không có thành. Nếu mà có cái nơi rèn luyện thì nhiều cao tăng lắm. Thí dụ như Ngài Hư Vân, Ngài Ấn Quang còn sống mà có đạo tràng thì mình sẽ thấy người nào mà không phải là cao tăng ở trong đó. Tu với Ngài vài chục năm, phải không? Thì đi thuyết pháp sao không hay được, nhìn làm sao không giảng sinh. Mà bây giờ cái nơi đó không còn, hiếm lắm. Mà chùa bây giờ thiệt là khó, là nghiệp chướng của mình. Người mới phát tâm đi vô chùa ở thì năm ba chục năm phải phát tâm như vậy. Năm ba chục năm đừng có làm sai lầm gì, ráng mà giữ cái luật lệ trong đó. Người này đủ phước báo, có chánh nhân. Nếu mà ở sâu trong núi một mình không bằng ở tùng lâm ngủ khò. Đó, người nói vậy. Ông ở sâu trong núi cũng không bằng ông ở trong tùng lâm ông ngủ nữa. Ông ngủ tùng lâm nó cũng tốt, tốt hơn là ông đi vô chỗ nào ông yên tĩnh một mình. Tại vì tùng lâm là cái nơi rèn luyện, và tùng lâm là mình vô đó làm gương cho người ta nữa, chúng sanh theo cái đó. Chứ mình vô núi ai cũng vô hết, vô núi tu không dễ. Vô núi tu rồi con này con kia nó kêu, không có nước, không có thức ăn. Mà thí dụ như người nam mà lỡ có cô con gái nào ta đi ngang trong đó mệt lắm, tâm tư mệt lắm, đó là bất an đủ thứ, rồi trộm cướp, nhiều khi nó giết mình nữa, rồi nhiều khi con cọp con này con kia nó đe dọa tính mạng. Thôi ở trong tầm long ngủ thế an lạc hơn, mà đúng pháp hơn. Ở trong tầm lâm 20-30 năm rồi mới dập núi, thường là vậy. Ở trong đó vài chục năm sau đó rồi mới đi vô trong núi nhập định. Nhập định một thời gian rồi đi ra mới là giúp đỡ cho chúng sinh. Là đầu tiên là phải nhập trong tùng lâm. Không có vị cao cấp nào mà bỏ tùng lâm hết á, ngày nào cũng nhập ở trong đó. Người đã trụ ở trong tùng lâm lâu năm đó thì khi mà đi ra ngoài đường, đi ra chợ chiền thì oai nghi tế hạnh, lời nói cử chỉ hơn người ta hết, có thể trang nghiêm chân thật, người hiền từ đức độ, cái tư cách, cái lời ăn tiếng nói, cái cử chỉ giống như những cái gì nói ra đều là chân thật, tại vì ở trong đó đâu có bao giờ nói dối đâu, chân thật và rất là thành tâm, mà thương người, mà người có chánh niệm, cho nên thần sắc định tĩnh, đi tới đâu người ta cũng tôn quý mình hết. Người thường không có thể nào so sánh với mấy cái người này, và thường thì chúng sanh hết lòng kính mến và tin tưởng, là làm cái nền tảng để cho tất cả mọi người đi theo đó mà học hỏi, để làm cái công đức vun trồng thiện căn vô lượng. Thì những cái người mà tu sĩ mới xuất gia nghe lời tôi, nghe lời Ngài đó, hãy ở trong niệm Phật đường vài chục năm đã, đừng có suy nghĩ lung tung, đừng có thối tâm, thì sau này sẽ thành những cái loại người như vậy. Người nào sống được ở tùng lâm, chết thì được người ta nhập vô trong tháp. Cha mẹ quá khứ đều được lợi ích, cha mẹ hiện tại cũng được nhiều phước,
chính mình thì là tiến sâu vào đạo, tất cả sở nguyện đều được có thể đầy đủ vẹn toàn hết. Dạ hết ạ. Hay phải không? Người nào mới đi tu phải nghe, nghe thì mới biết, nhưng mà phải lựa. Chứ cái tùng lâm mà nó không đúng chánh pháp vô đó là muốn ở 30 năm chết luôn, nó hư hết, phải đi liền á, phải không? Mình không biết á, giống như mình không biết lời của ngài đó, mình nghĩ cái này cũng là tùng lâm, mình vô họ dạy mình hư hết, mình nhất định không đi, tại vì ngài nói mấy mươi năm rèn luyện sẽ thành, mà rèn nó không thành mà nó hư thêm. Cho nên là tùng lâm đúng pháp mới được, phải có đường hướng tu, phải thanh tịnh, phải không hướng ngoại, không có bị ngoại cảnh nhiều, mà tất cả là nội tâm hết. Phải an lạc, không giống như người ta cúng dường tiền, không có vui, không có buồn, phải bình thản mới được. Tiền để cái đó làm cái gì? Làm cái gì cho chúng sanh đây, giống vậy làm cái gì? Đó, phải khó lắm. Còn nếu mà cứ tiền nhiều quá là hướng ngoại. Hướng ngoại rồi một hồi là không giải thoát. Cho nên muốn bây giờ muốn tu cho thiệt tốt, phải học lời của các ngài. Mà mình có phước lắm mới học được, mới gần được. Mình phước báo nhiều, chân hiếu rất nhiều phước, ra đời là gặp để các ngài dạy cho mình từ chút. Thì mình tin theo đó mình tu, mỗi một ngày cố gắng 10 năm, 20 năm, 30 năm thì bản sinh. Thì bây giờ tới 30 năm có thể nó lên được trung phẩm, có thể. Còn nếu mà nó chết sớm thì mình sanh hạ phẩm, phải không? Nhưng mà tu lâu nữa, sống tới 100 tuổi có thể mình lên cái trung phẩm mà thượng sinh á, thí dụ vậy. Mình càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng niệm Phật giỏi, giống vậy. Thì cái phẩm sen nó cao, sống chết mau thì phẩm sen nó thấp vậy thôi. Hay là Phật, quý vị sao chân? Quên chị Hiếu nói này, thường đó là khi nói chuyện đạo đó, thì đúng pháp đó thì phải lễ, phải làm một cái bài cung thỉnh, phải niệm bổn sư, phải đọc vô thường thầm thâm ly diệu pháp, phải niệm bổn sư và phải cung thỉnh. Chân hiếu không được ngồi dưới đất, phải ngồi bàn rất cao kìa. Thì trong Phật pháp là như vậy, phải cung thỉnh. Nhưng mà chân hiếu không tự nghĩ mình là nói chuyện rồi thuyết pháp, mà nghĩ mình học được của các ngài, mình muốn chia sẻ cho Phật tử, mình không tự cho mình là người thuyết pháp, cho nên cũng không dám cung thỉnh, cũng không dám niệm Phật gì hết. Thì các vị cũng thông cảm, và mong Phật cũng là thương tưởng là con phải con bất kính vô lễ, nhưng mà con tự không cho cái đó là thuyết pháp, tại thuyết pháp khó quá, con không đủ đức vậy. Nhưng mà chân thành, con có lòng thành, con nghĩ tất cả ở đây cũng là người thân hết vậy đó, cho nên chỉ là chia sẻ thôi, chứ đúng pháp thì không nên làm gì, tại Phật không cho.